Lời đầu tiên, cho Tâm xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý anh chị học viên trên cả nước. Hôm nay Tâm cùng nhóm Hướng Dẫn Lái Xe An Toàn sẽ đồng hành cùng anh chị tìm hiểu 600 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô. Với tiêu chí đề ra là học để hiểu. Và khi đã hiểu rồi, anh chị sẽ nắm vững kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ. Đồng thời, anh chị sẽ làm tốt bộ đề thi 600 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô. Vì vậy, 600 câu hỏi này em sẽ đọc và phân tích cho anh chị hiểu từng câu hỏi. Và em cũng sẽ có một số mẹo nho nhỏ để anh chị làm tốt bộ đề thi sát hạch. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu 600 câu hỏi lý thuyết lái xe. Thì với 600 câu hỏi lý thuyết, em sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần chữ. Phần chữ từ câu số 1 đến câu 304. Phần số 2 là phần biển báo, sẽ từ câu 305 đến câu 486. Phần số 3 của chúng ta là phần xa hình, sẽ từ câu 487 đến câu 600. Và anh chị nhớ một điều cực kỳ quan trọng, đó là trong 600 câu hỏi của chúng ta, bất kỳ câu hỏi nào anh chị cũng chỉ chọn một đáp án đúng. Anh chị nhớ dùm em là tất cả 600 câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng duy nhất. Không có câu nào có 2 đáp án đúng. Cho anh chị nhớ dùm em như vậy ha. Rồi, ở đây là một bộ đề thi sát hạch của chúng ta. Chúng ta sẽ chia theo từng hạng giấy phép lái xe. Đối với hạng B1, anh chị phải trả lời là 30 câu hỏi. Và thời gian làm bài của mình là 20 phút. Và số điểm đạt của mình là 27/30. Rồi đối với hạng B2, anh chị sẽ phải làm 35 câu hỏi. Phải làm nhiều hơn B1 là 5 câu hỏi đúng không ạ? Nhưng thời gian của anh chị sẽ được nhiều hơn 2 phút, đó là 22 phút. Và số điểm đạt của anh chị yêu cầu đó là 32/35. Rồi đối với hạng C chị mình ha. Đối với hạng C thì anh chị phải làm 40 câu hỏi. Và thời gian làm bài của mình là 24 phút. Và số điểm đạt của mình là 36/40. 36/40 anh chị ha. Rồi đối với những hạng mà lên dấu như hạng D, hạng E, hạng F. F thì mình có 2 loại, đó là FC và FE đúng không ạ? Thì anh chị nhớ là những cái hạng mà lên dấu thì anh chị phải làm 45 câu hỏi. 45 câu hỏi anh chị ha. Rồi thời gian làm bài của mình là 26 phút. Và số điểm đạt của mình là 41/45. Rồi khi anh chị đạt những kết quả như thế này, với một điều kiện cực kỳ quan trọng nữa, đó là anh chị không sai câu điểm liệt. Đúng không ạ? Anh chị nhớ là kết quả mình đạt như thế này với một điều kiện là mình không sai câu điểm liệt, thì anh chị sẽ vượt qua được kỳ thi lý thuyết. Rồi, ví dụ như ở đây anh chị mà làm 27/30 rồi, nhưng mà anh chị chỉ sai một câu điểm liệt thôi thì anh chị cũng bị loại luôn. Đúng không ạ? Hoặc ở đây anh chị làm được 32/35, anh chị cũng sai một câu điểm liệt thôi thì anh chị cũng bị loại luôn. Thì nhắc đến câu điểm liệt thì làm sao ạ? Thì mình lại sợ. Đúng không ạ? Nhưng làm sao ạ? Nhưng mà anh chị không phải lo lắng gì những câu điểm liệt. Tại vì những câu điểm liệt là những câu dễ nhất ở trong sách. Cho nên chị không bao giờ phải sợ những câu điểm liệt anh chị mình ha. Và những câu điểm liệt này nó chỉ nằm ở trong phần chữ thôi. Chứ ở phần xa hình và phần biển báo không có câu điểm liệt anh chị ha. Câu điểm liệt chỉ nằm ở phần chữ. Rồi em sẽ vào 600 câu hỏi anh chị mình ha. Em sẽ vào phần 1 là phần chữ. Bắt đầu từ câu số 1. Rồi khi mà bắt đầu vào từ câu số 1 thì em sẽ có một số cái đáp án nhanh. Đáp án nhanh này là thuộc phần chữ anh chị mình ha, đáp án nhanh. Thì đối với những đáp án anh chị thấy đáp án, anh chị nhìn thấy đáp án anh chị có thể chọn luôn được thì em gọi đó là đáp án nhanh. Đúng không ạ? Thế anh chị thấy những đáp án này bị nghiêm cấm thì nó luôn là đáp án đúng. Anh chị mình nhớ ha. Anh chị có thể đọc câu hỏi hoặc là không đọc câu hỏi được, anh chị nhìn câu trả lời anh chị thấy có từ bị nghiêm cấm, anh chị có thể chọn luôn là đáp án đúng được. Đúng không ạ? Ngoài đáp án bị nghiêm cấm ra, chúng ta còn những đáp án như giảm tốc độ bên phải. Thế anh chị thấy bất kỳ đáp án nào có từ giảm tốc độ bên phải trong đáp án thì nó cũng luôn là đáp án đúng. Không bao giờ nó sai, nó tuyệt đối đúng anh chị mình ha. Cho những đáp án có từ giảm tốc độ bên phải, anh chị cũng có thể chọn luôn được. Rồi, những đáp án có từ quan sát, đúng không ạ? Anh chị thấy những đáp án mà có từ quan sát ở đầu chẳng hạn. Cứ thấy quan sát ở đầu, thì anh chị sẽ nhìn vào ý nào dài nhất thì sẽ là ý đúng. Em hay nói vui làm sao ạ? Quan sát, quan nào là quan lớn thì sẽ là quan đúng. Đúng không ạ? Thì quan nào dài thì sẽ là quan đúng anh chị mình ha. Anh chị thấy quan sát ý nào dài nhất thì sẽ là ý đúng. Rồi tiếp theo có những đáp án không được. Đúng không ạ? Trong sách của chúng ta có rất là nhiều đáp án không được là đúng. Nhưng làm sao ạ? Vẫn có 3 đáp án không được là sai. Thì ở đây là em ghi là 3 câu sai, đúng không? Em cũng ghi luôn ở đây cho anh chị xem. Đó là câu 38 trong sách của chúng ta, anh chị mình ha. Câu 38 trong sách của chúng ta là sai. Đáp án không được là sai. Rồi ý số 3 câu số 44, đúng không ạ? Ý số 3 của câu số 44 cũng là đáp án không được sai. Đó. Rồi còn một câu nữa đó là câu 102 cũng là đáp án không được là sai chị mình ha. Đấy, ở đây mình sẽ có 3 câu như thế này, đúng không ạ? Và anh chị nhớ là cái thứ tự em hướng dẫn ngày hôm nay đó là theo quyển sách nhỏ màu xanh. Cho nên là ở đây là mới là những cái câu này là đáp án không được là sai chị mình ha. Chị nhớ như vậy ha. Rồi em sẽ vào câu hỏi cụ thể, đúng không ạ? Câu hỏi số 1 là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại là gì? Anh chị hình dung cái phần đường mà mình chạy xe qua, chạy xe lại thì người ta hỏi là gì? Đúng không? Để mà dễ làm câu này em sẽ có một hình mô phỏng để cho anh chị dễ hình dung ha. Đấy, anh chị thấy là ở đây là tính từ lề đường bên này đến lề đường bên này sẽ là dùng cho xe chạy qua, chạy đi, chạy lại. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gọi đó là phần đường xe chạy. Thì phần đường để sử dụng cho xe chạy qua chạy lại thì chúng ta gọi đó là phần đường xe chạy anh chị mình ha. Đó. Còn ở đây trong câu trả lời, đúng không ạ? Ở đây câu trả lời có là phần mặt đường và lề đường. Thì anh chị mình thấy làm sao ạ? Cái lề đường có là giống như cái vỉa hè của chúng ta. Thì anh chị mình không có chạy xe trên vỉa hè đấy. Cho nên ở đây mình bảo là chạy xe ở trên lề đường là sai. Đúng không ạ? Mình bỏ đi ha. Còn ý số 2 của chúng là phần đường xe chạy. Thì chỗ mà chạy xe qua chạy xe lại thì nó là phần đường xe chạy là đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng, cho nên anh chị mình có thể chọn ý số 2 được ha. Còn ý số 3 của mình là phần đường xe cơ giới. Thực ra chỗ chạy xe qua chạy lại, chỗ đấy là dành cho xe thô sơ chạy cũng được, cơ giới chạy cũng được, đúng không ạ? Hoặc kể cả xe máy chuyên dùng anh chị mình chạy cũng được luôn. Cho nên nó không phải là dành riêng cho mình xe cơ giới, mà ở đây chỉ nói mình cơ giới không là sai thì mình ha. Nên chúng ta sẽ bỏ đi. Rồi chúng ta sẽ sang câu hỏi 62, làn đường là gì? Đúng không ạ? Làn đường, câu này nó cũng hơi bị tương đối khó một chút anh chị mình ha. Ý số 1 là một phần của đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường. Ý số 2 là một phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường. Anh chị thấy hai cái này chia theo chiều dọc. Thế anh chị thấy là khi chúng ta đi trên đường, đúng không ạ? Chúng ta phải chạy dọc theo con đường là đúng rồi. Đó, cho nên ở đây anh chị thấy chia theo chiều dọc hoặc chia theo chiều dọc sẽ là đúng. Nhưng mà làm sao ạ? 600 câu hỏi chúng ta chỉ chọn một đáp án đúng thôi. Tất cả 600 câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng. Cho nên anh chị mình chỉ chọn một trong hai đáp án này. Đáp án nào là đúng nhất anh chị chọn ha. Còn ý số 3 của mình là đường cho xe ô tô chạy, dừng đỗ an toàn, đúng không ạ? Ý số 3 của mình nó nói chung chung quá, đúng không ạ? Dành cho ô tô chạy, nói chung chung quá mình bỏ đi anh chị mình ha. Ở đây mình sẽ phân tích ý 1 với 2, anh chị thấy hai cái chia theo chiều dọc là đúng này. Đó, cho mình sẽ chọn ý số 1 hay ý số 2 là đúng. Thế anh chị nhớ ý đúng của mình phải là có từ là có bề rộng anh chị mình ha, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. Thì con đường của chúng ta đi á, chúng ta phải có cái bề rộng, đúng không ạ? Là bao nhiêu để cho chúng ta chạy an toàn. Còn ý số 1 của chúng ta sử dụng cho xe chạy, chúng ta nghe nó đại khái, nó chung chung thì chúng ta không thể hình dung ra được. Đó, cho nên chúng ta sẽ bỏ ý số 1 đi anh chị ha. Mình sẽ chọn ý số 2. Anh chị nhớ ý số 2 là có bề rộng sẽ là đáp án đúng ha. Rồi em có một cái hình mô phỏng để cho anh chị dễ hình dung ở đây, đúng không ạ? Thế anh chị tính là cái làn đường dành cho xe cơ giới đây, nó sẽ rộng là 3,5 m, đúng không ạ? Làn cho xe cơ giới sẽ rộng 3,5 m. Còn làn mà dành cho xe thô sơ là rộng 2 m, đúng không ạ? Còn làn này chúng ta gọi là làn đa dụng thì sẽ rộng 2 m. Đó, cho nên làn đường mà để đủ cho xe chạy an toàn nó phải rộng ít nhất từ 2 m, đúng không ạ? Cho đến 3,5 m anh chị mình ha. Như vậy mới đủ cái chiều rộng để cho xe chạy an toàn. Cho nên anh chị mình chọn đáp án từ có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn là đúng ha. Rồi chúng ta sang câu hỏi số 3 đó là khái niệm khổ giới hạn của đường bộ được hiểu như thế nào là đúng. Để mà anh chị dễ hình dung cái khổ giới hạn này, anh chị hình dung khi mình đi qua một cái đường hầm, đúng không ạ? Mình sẽ biết được cái chiều cao, có một cái biển báo nó báo chiều cao của đường hầm là bao nhiêu, chiều rộng của đường hầm bao nhiêu. Thì cái khổ giới hạn nó sẽ tính cả chiều cao và chiều rộng của cái đường hầm đó. Thế số 1 mình là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để cả các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn. Thế chị thấy số 1 mình có bao gồm cả chiều cao và chiều rộng luôn thì nó sẽ là đáp án đúng. Anh chị mình nhớ ha, khổ giới hạn nó phải tính cả chiều cao và chiều rộng mới là đúng. Anh chị mình sẽ chọn ý số 1 là đúng luôn ha. Còn ý số 2 là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường. Ở đây chỉ có chiều rộng không thôi, không có chiều cao. Thì như vậy là sai rồi, đúng không ạ? Ý số 3 là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao của cầu. Ở đây chỉ có chiều cao thôi mà không có chiều rộng, đúng không ạ? Cho nên cũng sai luôn anh chị mình ha. Anh chị mình cũng bỏ luôn. Anh chị nhớ khổ giới hạn phải có đầy đủ chiều cao và chiều rộng mới là đáp án đúng. Câu hỏi số 4 là trong các khái niệm dưới đây giải phân cách được hiểu như thế nào là đúng. Thì khi mà ở trong sách anh chị thấy là thường là mình sẽ ghi tên là giải phân cách, nhưng ở ngoài đường anh chị hay gọi đó là con lươn, đúng không ạ? Thì người ta hỏi con lươn được hiểu như thế nào là đúng. Thì anh chị thấy là con lươn ở giữa đường, mục đích của con lươn làm gì ạ? Phân chia cái mặt đường thành hai chiều xe chạy, đúng không ạ? Một chiều là chạy tới của chúng ta, còn một chiều chúng ta chạy đi. Thì giải phân cách nó là phân chia mặt đường thành hai chiều anh chị mình ha. Ý số 1 là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe vào những nơi không được phép. Ví dụ như những nơi mà xe không được vào, người ta sẽ đặt biển báo cấm chẳng hạn, thì chúng ta không được vào anh chị mình ha, chứ ở đây không dùng giải phân cách, đúng không ạ? Ý số 2 là bộ phận của đường để phân tách phần đường xe chạy và hành lang an toàn. Hành lang an toàn này người ta sẽ dùng hộ lan anh chị mình ha, chứ không có dùng giải phân cách. Cho nên ở đây mà phân tách phần đường xe chạy là sai anh chị mình ha, mình bỏ đi. Ý số 3 là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt. Ở đây chúng ta phân chia mặt đường thành hai chiều là đúng rồi, đúng không ạ? Để dễ hình dung câu này em sẽ mở hình cho anh chị xem ha. Anh chị thấy ở đây cái giải phân cách nó ở giữa đường, mục đích của nó làm gì ạ? Nên nó để phân chia cái mặt đường này thành hai chiều xe chạy, một chiều của chúng ta chạy tới và một chiều ngược chiều chạy tới chúng ta, đúng không ạ? Thì mục đích của giải phân cách là phân chia mặt đường thành hai chiều. Đó, em sẽ quay lại câu hỏi anh chị mình ha. Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều là đúng rồi, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ chọn ý số 3 ha. Câu hỏi số 5 là giải phân cách trên đường bộ gồm những loại nào? Khi mà anh chị đi ra đường, anh chị xem cái giải phân cách với là con lươn của mình nó gồm có những loại nào, thì em sẽ có một hình mô phỏng anh chị mình ha. Thì anh chị sẽ thấy ở đây là mình sẽ có giải phân cách này, đó là giải phân cách cố định, đúng không ạ? Cố định anh chị mình ha. Còn ở dưới đây em sẽ có một giải phân cách, đó là giải phân cách di động. Di động có nghĩa là anh chị có thể di chuyển nó được, đúng không ạ? Còn này cố định, đúng không ạ? Đó, thì mình nhớ có hai loại đây anh chị mình ha. Loại thứ nhất là loại cố định, loại thứ hai là loại di động. Rồi, cho nên ý số 1 của mình giải phân cách gồm loại cố định và di động, thì cố định và di động là đúng anh chị ha. Mình sẽ chọn ý số 1. Đó, ý số 2 là giải phân cách gồm tường chống ồn, hộ lan cứng và hộ lan mềm. Thực ra cái tường chống ồn này giải phân cách là ở giữa đường, mà anh chị thấy có ai mà đi xây cái tường chống ồn ở giữa đường không? Không bao giờ có, đúng không ạ? Tại vì xây ở giữa đường thì làm sao mà chống ồn được. Cho nên ở đây mà bảo là giải phân cách là tường chống ồn là sai anh chị mình ha. Còn ý số 3 giải phân cách gồm giá long môn và biển báo hiệu. Thực ra biển báo hiệu nó là biển báo hiệu chứ nó không phải là giải phân cách. Có ai mà gọi cái biển báo hiệu là giải phân cách đâu, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ bỏ đi ha. Câu hỏi số 6 là người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây? Đó, khi nào mà anh chị gọi cái người lái xe đấy là một bác tài, hoặc anh chị gọi là một tài xế, thì khi mà họ điều khiển xe ô tô chẳng hạn thì mình mới gọi là bác tài, mình mới gọi là tài xế, đúng không ạ? Đấy, số 1 là người điều khiển xe cơ giới, thì cơ giới ở đây nó là xe ô tô, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta gọi điều khiển xe cơ giới, điều khiển xe ô tô mình gọi là bác tài là đúng rồi. Anh chị mình sẽ chọn ý số 1 ha. Và ý số 2 là người điều khiển xe thô sơ. Ở đây chị chạy xe thô sơ, ví dụ như anh chị chạy xe đạp đi, hoặc là ví dụ như em đi xe đạp đi, thì có anh chị nào gọi em là bác tài đâu, nên mình sẽ bỏ đi anh chị mình ha. Ở đây em đi xe đạp mà bảo em là bác tài là sai rồi. Còn ý số 3 là người điều khiển xe có xúc vật kéo. Hồi nhỏ ở quê em đi xe bò chết luôn, nhưng mà cũng không có ai gọi em là bác tài hết. Cho nên ở đây mình mà đi xe xúc vật mà bảo là bác tài là tài xế là sai rồi anh chị mình ha. Đây mình sẽ chọn đó là người điều khiển xe cơ giới sẽ gọi là bác tài hoặc là tài xế. Câu số 7, đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện đến từ các hướng khác nhường đường, khi qua nơi đường giao nhau được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì? Câu này là câu cực kỳ dễ luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì trong cái câu hỏi đã bao gồm ý trả lời rồi. Ở đây người ta hỏi là đường mà cắm biển báo hiệu đường ưu tiên, thì người ta hỏi là đường gì? Thì đường mà cắm biển báo ưu tiên thì nó là đường ưu tiên thôi, đúng không ạ? Thế anh chị mình sẽ chọn ý số 4, đường ưu tiên. Câu này cực kỳ dễ anh chị mình ha. Anh chị đọc câu hỏi thấy đường ưu tiên là anh chị biết ý trả lời đường ưu tiên rồi. Rồi, câu số 8 là khái niệm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được hiểu như thế nào là đúng. Ở đây câu hỏi của chúng ta hỏi là xe cơ giới là những loại xe nào. Thường thì anh chị hay sợ những câu hỏi khái niệm lắm. Anh chị hay nói em là anh chị hay sợ những câu hỏi khái niệm. Thì nhân qua câu hỏi này để em sẽ hướng dẫn cho anh chị hiểu về phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ hoặc xe máy chuyên dùng để anh chị dễ hiểu và anh chị làm tốt những câu hỏi đại loại như thế này anh chị ha. Rồi em sẽ có một cái hình mô phỏng đây. Các anh chị thấy là phương tiện giao thông cơ giới của mình á. Vừa rồi câu hỏi chúng ta là cơ giới đúng không ạ? Thì ở đây câu hỏi, thì ở đây em có một cái hình đó là phương tiện giao thông cơ giới của mình này. Nó gồm có những loại xe như là xe ô tô này, ô tô của chúng ta gọi là cơ giới anh chị mình ha. Máy kéo của chúng ta cũng là cơ giới. Dơ móc hoặc sơ mi dơ móc, đó là xe công của chúng ta cũng là cơ giới. Dơ móc hoặc sơ mi dơ móc nó khác nhau như thế nào thì tí nữa đến câu hỏi sau em sẽ có một hình mô phỏng em hướng dẫn anh chị ha. Rồi được kéo bởi ô tô, máy kéo, mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Anh chị mình nhớ ha, câu trả lời mình nó có kể cả xe máy điện, nó cũng là cơ giới luôn. Đó, rồi nhóm thứ hai của chúng ta, anh chị hình dung những cái loại xe mà đi trên đường á, đi xe trên đường bộ của mình á, nó sẽ có 3 nhóm anh chị mình ha. Thì nhóm thứ nhất là cơ giới như em vừa nói vừa rồi. Rồi nhóm thứ hai gồm có những loại xe thô sơ, đó là phương tiện giao thông thô sơ, gồm có những loại như là xe đạp, kể cả xe đạp máy luôn. Đó, anh chị phân biệt xe đạp và xe máy điện là như thế nào ạ? Xe đạp điện thì nó sẽ có bàn đạp, còn xe máy điện thì nó không có bàn đạp, đúng không ạ? Cho nên mình phân biệt như vậy ha. Rồi xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe xúc vật kéo, đây là những loại xe này là những loại xe thô sơ anh chị mình ha. Rồi có cái nhóm thứ ba này, anh chị thường anh chị không có hình dung ra được là những cái nhóm thứ ba này. Thì nhóm thứ ba của chúng ta là xe máy chuyên dùng, đúng không ạ? Xe máy chuyên dùng ví dụ như là những loại xe máy thi công này, xe máy thi công như là xe máy xúc, xe máy ủi, xe nâng của chúng ta, thì đó là những loại xe máy chuyên dùng thuộc dòng thi công. Rồi những cái loại xe máy nông nghiệp như là lâm nghiệp, như là máy cày, máy cắt, máy cấy, thì đó là những cái loại xe máy chuyên dùng. Còn cái nhóm ở cái loại thứ ba đó là xe đặc chủng quốc phòng an ninh như là xe tăng hoặc là pháo của chúng ta, thì đó cũng là thuộc xe máy chuyên dùng anh chị mình ha. Thì anh chị nhớ là những cái phương tiện mà anh chị thấy là nó đi ở ngoài đường, anh chị sẽ chia làm 3 loại dùm em. Loại thứ nhất là cơ giới, loại thứ hai là thô sơ, loại thứ ba là xe máy chuyên dùng. Cái xe máy chuyên dùng này nó không thuộc cơ giới, nó cũng không thuộc thô sơ, nó là một dạng riêng biệt anh chị mình ha, để mình dễ làm những câu hỏi. Rồi em sẽ quay lại câu hỏi ha. Ở câu số 8 này người ta hỏi là khái niệm phương tiện giao thông cơ giới, đúng không ạ? Cơ giới thì anh chị thấy này, để mà dễ làm anh chị thấy ý số 1 mình, cuối số 1 có từ xe máy chuyên dùng. Như cái hình em vừa mở cho anh chị xem này làm sao ạ? Cái xe máy chuyên dùng nó thuộc một nhóm riêng biệt, nó không thuộc cơ giới, nó cũng không thuộc thô sơ. Cho nên câu hỏi ở đây hỏi cơ giới mà lại bảo là có cả xe máy chuyên dùng là sai rồi, đúng không ạ? Sai thì anh chị bỏ số 1 đi, số 1 sai anh chị bỏ đi, thì còn mỗi số 2 thôi. Cho nên chắc chắn ý số 2 là đúng rồi, đúng không ạ? Mình sẽ chọn ý số 2 ha. Nó bao gồm có ô tô này, máy kéo này, dơ móc hoặc sơ mi dơ móc được kéo bởi ô tô này, máy kéo, xe mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự. Thì như em nói hồi nãy là anh chị nhớ là đáp án, hoặc là anh chị thấy có từ kể cả xe máy điện cũng là đáp án đúng ha. Anh chị thấy số 1 không có xe máy điện, và đáp án số 2 anh chị thấy có kể cả xe máy điện trong ngoặc kép cũng là đáp án đúng. Thì đối với câu hỏi này anh chị có hai cách làm. Một cách là anh chị loại bỏ cái xe máy chuyên dùng đi. Khi 1 đã loại đi rồi thì còn mỗi 2 thôi, thì 2 chắc chắn đúng. Hoặc cách thứ hai anh chị nhìn thấy câu trả lời có từ là kể cả xe máy điện, anh chị có thể chọn được luôn ha. Đó. Rồi chúng ta sang câu số 9. Khái niệm phương tiện giao thông thô sơ đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Ở đây người ta hỏi xe thô sơ gồm những loại xe nào? Anh chị nhớ hồi nãy là cơ giới, thô sơ, xe máy chuyên dùng. Thì anh chị thấy ở đây cuối số 2, cuối số 2 anh chị cũng thấy có từ là xe máy chuyên dùng. Như em nói vừa rồi là xe máy chuyên dùng nó thuộc một dạng riêng biệt, nó không thuộc cơ giới, không thuộc thô sơ. Cho nên ý số 2 ở đây mình có xe máy chuyên dùng là sai rồi, anh chị bỏ đi, đúng không ạ? 2 bỏ đi rồi anh chị mà, anh chị ha, còn lại 1 với 3 thôi. Chúng ta sẽ xét 1 với 3 xem anh nào là đúng ha. Thì ý số 1 gồm có xe đạp, kể cả xe đạp máy, xe đạp điện, xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe xúc vật kéo và các loại xe tương tự. Còn ý số 2 mình có từ gồm xe ô tô. Thì anh chị nhớ làm sao ạ? Ô tô là nó thuộc cơ giới chứ không phải thô sơ. Mà câu hỏi chúng ta đang hỏi thô sơ mà, đúng không ạ? Cho nên ở đây ý số 3 mà có ô tô là sai rồi, chắc chắn sai rồi, chúng ta bỏ luôn. Thì một ý số 2 ở đây chúng ta có xe máy chuyên dùng sai, chúng ta bỏ đi rồi. 3 chúng ta có ô tô là cơ giới, chúng ta cũng bỏ luôn rồi. Thì 2, 3 bỏ hết rồi thì còn mỗi 1 là đúng thôi. Cho nên mình sẽ chọn 1 anh chị mình ha. Đó là gồm xe đạp này, kể cả xe đạp máy, xe đạp điện, đúng không ạ? Xe xích lô dùng cho người khuyết tật, xe xúc vật kéo và các loại xe tương tự. Đó, anh chị mà nắm được cơ giới, thô sơ, xe máy chuyên dùng thì anh chị sẽ làm 2 câu khái niệm này cực kỳ dễ, anh chị không phải sợ những câu khái niệm nữa. Rồi đến câu hỏi số 10 là phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm những loại nào? Phương tiện tham gia có là anh chị thấy những cái xe nào đi ra ngoài đường thì đó là những cái xe tham gia giao thông. Đúng không ạ? Bất kỳ loại xe nào đi ra đường cũng là tham gia giao thông hết. Cho nên bao gồm có phương tiện giao thông cơ giới, xe cơ giới đi ra đường nó cũng là tham gia. Rồi phương tiện giao thông thô sơ, anh thô sơ đi ra đường cũng tham gia. Và xe máy chuyên dùng đi ra đường cũng là tham gia. Giống như xe máy múc của anh chị thấy đi ra ngoài đường đó, thì khi đấy anh cũng là tham gia. Cho nên tất cả những loại xe này đi ra đường đều tham gia hết luôn. Nên mình phải chọn ý số 3 anh chị mình ha. Bao gồm cả ý 1, ý 2. Tất cả loại xe này đều tham gia. Đó. Thế để mà dễ làm những câu hỏi này thì em có một cái mẹo nho nhỏ. Thế anh chị thấy là những câu hỏi mà có từ tham gia trong ngoặc kép. Anh chị thấy mình có từ tham gia trong ngoặc kép. Có tham gia mình chọn ý 3. Đúng không ạ? Câu hỏi có từ tham gia trong ngoặc kép, anh chị chọn luôn ý 3. Anh chị nhớ ha, có tham gia mình chọn ý 3. Nhưng mà phải là trong ngoặc kép anh chị mình ha. Đó, cho nên mình sẽ chọn ý số 3 ha. Câu hỏi số 11 là người tham gia giao thông đường bộ gồm những đối tượng nào? Em vừa hướng dẫn mẹo cho anh chị xong đúng không ạ? Mình làm nhanh thì làm sao ạ? Mình thấy có từ tham gia trong ngoặc kép đây thì mình chọn luôn ý 3. Có tham gia anh chị chọn ý 3. Đúng không ạ? Mình chọn ý số 3 ha. Thì khi mà anh chị đi ra ngoài đường, em không cần biết anh chị đi ra đường làm cái gì, đi cái xe gì, anh chị cứ đi ra đường là anh chị tham gia rồi. Đúng không ạ? Đó nên là người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bây giờ anh chị chạy xe ra ngoài đường thì anh chị tham gia giao thông là đúng rồi. Ý số 2 là người điều khiển, người dẫn dắt súc vật, người đi bộ trên đường. Ở đây giống như em đi chăn bò chẳng hạn, em ra đường em cũng là tham gia, hoặc là em đi bộ ra đường em cũng là tham gia. Cho nên là cả 1 và 2 đều đúng anh chị mình ha. Mình sẽ chọn ý số 3. Rồi, câu hỏi số 12 là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm những đối tượng nào? Thì bây giờ anh chị chạy xe gì ra đường anh chị cũng là tham gia. Hoặc là câu hỏi anh chị nhớ làm sao ạ? Cái mẹo của mình, câu hỏi có từ tham gia trong ngoặc kép thì mình chọn luôn ý 3. Có tham gia mình chọn ý 3. Đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn ý số 3 trước ha. Mình làm mẹo nhanh thì mình làm như vậy ha. Còn anh chị cứ nhớ là mình điều khiển bất kỳ loại phương tiện nào ra đường mình cũng là tham gia. Cho nên người điều khiển cơ giới thô sơ ra đường cũng là tham gia này. Hoặc là người mà chạy xe máy chuyên dùng ra ngoài đường thì người ta cũng là tham gia giao thông. Cho nên mình phải chọn hết cả hai ý 1 và 3, 1 và 2 đúng không ạ? Thì tương ứng với ý số 3 anh chị mình ha, cả ý 1 và ý 2. Câu 13 là khái niệm người điều khiển giao thông được hiểu như thế nào là đúng? Người điều khiển giao thông giống như khi anh chị đi ra đường mà thấy kẹt xe chẳng hạn, anh cảnh sát giao thông anh điều tiết giao thông, thì khi mà anh cảnh sát giao thông điều tiết giao thông thì đó chính là người điều khiển giao thông. Đúng không ạ? Rồi ý số 1 là người điều khiển phương tiện. Ở đây điều khiển phương tiện có nghĩa là anh chị chạy xe ra ngoài đường thì anh chị không phải là người điều khiển giao thông, anh chị chỉ là điều khiển phương tiện thôi. Rồi hoặc là em đọc ý số 3 chứ anh chị là người tham gia giao thông tại nơi thi công. Ở đây tham gia giống như anh chị chạy xe đúng không ạ? Anh chị chạy xe ra đường có nghĩa là anh chị chạy xe ra đường tại những nơi thi công thì ở đây anh chị cũng là tham gia giao thông chứ không phải anh chị điều khiển. Cho nên anh chị thấy là người điều khiển phương tiện hoặc người tham gia giao thông đều không phải là người điều khiển giao thông anh chị mình ha. Mình sẽ bỏ 1 tới 3 đi. Còn ý số 2 như em nói vừa rồi có là cảnh sát giao thông thì khi cảnh sát giao thông thấy kẹt xe, họ ra điều tiết giao thông thì họ chính là người điều khiển giao thông. Cho nên mình sẽ chọn ý số 2. Hoặc để dễ làm câu này thì anh chị làm thế nào ạ? Anh chị thấy ý số 1 là người, ý số 3 là người thì mình sẽ bỏ hai cái là người này đi. Đúng không ạ? Mình sẽ chọn đó là cảnh sát giao thông. Là cảnh sát giao thông anh chị mình ha. Thì mình sẽ chọn ý số 2. Câu số 14 là trong các khái niệm dưới đây dừng xe được hiểu như thế nào là đúng? Anh chị dừng thì làm sao ạ? Anh chị dừng một chút thôi anh chị đi. Mà anh chị dừng xe thì anh chị không được tắt máy và anh chị không được xuống khỏi ghế lái thì chúng ta gọi là dừng xe. Anh chị ha. Thì ở đây người ta hỏi dừng xe được hiểu như thế nào là đúng? Thì dừng xe như em nói là dừng một chút là đi thôi, đó là đứng yên tạm thời. Thế số 1 là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian. Ở đây không giới hạn thời gian là sai anh chị mình ha. Không giới hạn thời gian là đỗ xe mất rồi. Cho nên mình sẽ bỏ đi. Thế số 2 của mình là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết. Thì mình đứng yên tạm thời là đúng anh chị ha. Anh chị nhớ từ tạm thời này. Đúng không ạ? Dừng xe là đứng yên tạm thời. Mình sẽ chọn đi số 2. Còn đi số 3 là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian. Ở đây chúng ta lại không giới hạn thời gian cũng sai rồi. Anh chị thấy ý số 1 của mình đó là không giới hạn thời gian. Ý số 3 cũng không giới hạn thời gian là sai rồi. Đúng không ạ? Không giới hạn thời gian đó là đỗ xe chứ không phải dừng xe. Anh chị mình sẽ bỏ 1 với 3 đi. Anh chị mình sẽ chọn 2 đó là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông anh chị mình ha. Chúng ta sẽ chọn ý số 2. Rồi đến câu 15 thì nó lại hỏi đỗ xe đúng không ạ? Câu hỏi 15 là khái niệm đỗ xe được hiểu như thế nào là đúng. Thì khi anh chị dừng xe, anh chị chỉ đứng yên tạm thời, anh chị dừng một chút anh chị đi thôi. Còn anh chị mà đỗ xe thì anh chị đỗ bao nhiêu lâu cũng được. Đúng không ạ? Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác được luôn. Cho nên đỗ xe của mình sẽ là không giới hạn thời gian. Đó. Ý số 1 là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông có giới hạn. Ở đây có giới hạn là sai rồi. Mình phải là không giới hạn. Ý số 2 của mình là trạng thái đứng yên của phương tiện tham gia giao thông không giới hạn thời gian. Ở đây mình không giới hạn là đúng anh chị ha. Mình không giới hạn mới là đúng. Anh chị mình sẽ chọn ý số 2. Đúng không ạ? Thì để dễ làm câu dừng xe và đỗ xe thì anh chị nhớ như thế nào ạ? Hỏi dừng xe, anh chị cũng chọn ý số 2. Rồi, sang đây hỏi đỗ xe, anh chị cũng chọn ý số 2. Thì anh chị cứ thích hỏi dừng hay đỗ, anh chị chọn ý số 2. Đúng không ạ? Rồi, câu hỏi số 15 là khái niệm đường cao tốc được hiểu như thế nào là đúng. Đường cao tốc anh chị ha. Anh chị thử hình dung xem cái đường cao tốc ở cái chỗ khu vực gần mình ở á, xem nó như thế nào để xem có đúng ý trả lời không ha. Ý số 1 là đường dành riêng cho xe ô tô và một số loại xe máy chuyên dùng được phép đi vào theo quy định của luật giao thông đường bộ. Thì là đường dành riêng cho xe ô tô theo anh chị có đúng không ạ? Rồi em sẽ có một cái hình mô phỏng anh chị thấy ha. Anh chị thấy là đường cao tốc của chúng ta đây. Trên đường cao tốc anh chị thấy ô tô không ạ? Anh chị đâu thấy cái mô tô nào đâu, anh chị đâu thấy xe ba bánh đâu, đâu thấy xe thô sơ đâu, đúng không ạ? Cho nên đường cao tốc là đường dành riêng cho xe ô tô là đúng anh chị mình ha. Và anh chị thấy là cái đường chỗ gần mình ở lúc nào cái đường đấy cao tốc đấy chỉ ô tô chạy lên thôi, đúng không ạ? Cho nên đường dành riêng cho xe ô tô là đúng ha. Rồi số 1 là đường dành riêng cho xe ô tô là đúng ha. Rồi số 2 là có giải phân cách phân chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt, đúng không ạ? Rồi em sẽ mở lại hình ha. Thế anh chị thấy ở đây là đường cao tốc mình có giải phân cách đây, phân chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt là đúng rồi. Đó, cho mình đây là có giải phân cách là đúng anh chị mình ha. Cho nên ý số 2 mình có giải phân cách là đúng ha. Rồi ý số 3 là được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ đảm bảo giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra vào những điểm nhất định. Đúng không ạ? Thì anh chị thấy đường cao tốc của mình là chỉ cho xe ra vào những điểm nhất định là đúng luôn, đúng không ạ? Ở đây người ta rất là hạn chế cái việc ra vào. Cho nên chỉ có một số cái điểm ra vào ở đường cao tốc thôi. Đó, anh chị thấy là giống như đường cao tốc Long Thành, Dầu Giây, Sài Gòn chẳng hạn. Thì anh chị sẽ thấy điểm ra vào ở Sài Gòn, điểm ra vào ở Long Thành, điểm ra vào ở Dầu Giây. Đúng không ạ? Nó có 3 điểm ra vào vậy thôi. Thì nó là chỉ cho xe ra vào những điểm nhất định. Cũng đúng luôn anh chị mình ha. Đó, cho nên chị thấy này. 1. Đường dành riêng cho xe ô tô cũng đúng này. 2. Có giải phân cách cũng đúng này. 3. Là chỉ cho xe ra vào những điểm nhất định cũng đúng này. Thì cả 3 ý đúng hết thì chúng ta phải chọn ý số 4 thôi. Đúng không ạ? 4 là tất cả các ý trên đều đúng hết anh chị ha. Chúng ta sẽ chọn ý số 4. Câu hỏi 17. Anh chị thấy lần đầu tiên câu hỏi xuất hiện dấu sao. Đúng không ạ? Thì có nhiều anh chị hỏi em là trong đề thi có gắn sao hay không? Đúng không ạ? Trong khi anh chị đi thi á, thì trong câu hỏi có gắn sao không? Thì em cũng trả lời luôn. Tức là trong bộ đề thi sát hạch khi anh chị đi thi sẽ không gắn sao anh chị mình ha, sẽ không gắn sao mà chỉ có trong sách của chúng ta mới gắn sao thôi. Thì trong sách gắn sao ở đây là sẽ gắn ở đầu số 17 này chẳng hạn, thì cái dấu sao nó hơi nhỏ cho nên em sẽ phóng to dấu sao để đây để anh chị dễ thấy câu điểm liệt, đúng không ạ? Dễ thấy câu điểm liệt anh chị mình ha. Anh chị nhớ là trong bộ đề thi của chúng ta sẽ không có gắn sao. Rồi câu 17 là hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm, đúng không ạ? Người ta hỏi những cái việc gì mà bị nghiêm cấm. Ý thứ nhất, đỗ xe trên đường phố. Theo anh chị mình thì mình có được đỗ xe trên đường phố không? Thì trên đường phố anh chị mình dừng đỗ thoải mái. Chỉ khi nào anh chị thấy biển cấm dừng cấm đỗ hoặc một số quy định khác thì anh chị mới không được dừng đỗ thôi. Còn nếu như mà chỗ đấy không cấm dừng cấm đỗ thì anh chị dừng đỗ trên đường phố thoải mái, đúng không ạ? Mình chỉ cần dừng đỗ đúng quy định là được rồi ha. Chứ ở đây bảo là đỗ xe trên đường phố là bị nghiêm cấm là sai, mình bỏ đi ha. Ý số 2 là sử dụng xe đạp đi trên các tuyến đường quốc lộ có tốc độ cao. Giống như anh chị mình mà chạy xe đạp trên quốc lộ 1A thì mình có được không ạ? Anh chị chạy xe đạp quốc lộ 1A anh chị chạy thoải mái, đúng không ạ? Đâu có ai cấm đâu. Cho nên ở đây mà bảo là cấm chạy xe đạp ở trên đường quốc lộ là sai rồi, đúng không ạ? Mình bỏ đi ha. Rồi ý số 3 là làm hỏng cố ý cọc tiêu, gương cầu, giải phân cách. Ở đây anh chị mà cố ý làm hỏng những cái bộ phận của đường, những công trình đường bộ là anh chị bị cấm rồi. Đúng không ạ? Giống như anh chị ra phá hỏng giải phân cách chẳng hạn, ra phá hỏng hộ lan chẳng hạn là anh chị bị cấm rồi. Cho nên mình cố ý làm hỏng những bộ phận của đường là mình bị cấm là đúng ha. Đúng thì anh chị chọn luôn, bị nghiêm cấm. Còn lý số 4 là sử dụng còi và quay đầu xe trong khu dân cư. Thế anh chị đi trong khu dân cư anh chị được dùng còi chứ, anh chị được quay đầu chứ. Anh chị chỉ không được dùng còi trong khu đông dân cư từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng thôi. Còn những giờ khác anh chị dùng bình thường. Cho nên ở đây mà bảo cấm dùng còi là sai, hoặc là cấm quay đầu là sai. Đúng không ạ? Chúng ta bỏ đi ha. Câu hỏi số 18 anh chị thấy lại một câu gắn sao nữa, có nghĩa là một câu điểm liệt đấy anh chị mình ha. Nãy giờ xuất hiện hai câu điểm liệt rồi. Đó là câu 18 là hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không? Thì cái xe mà không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật mà tham gia giao thông là bị cấm chắc rồi, đúng không ạ? Thế ở đây số 2 anh chị thấy có từ bị nghiêm cấm, chúng ta chọn luôn đó. Hoặc cái đáp án nhanh đầu giờ em nói anh chị thế nào ạ? Anh chị thấy bất kỳ đáp án nào có từ bị nghiêm cấm thì chúng ta có thể chọn luôn được, đúng không ạ? Đó là đáp án nhanh, nó luôn là đáp án đúng anh chị ha, đúng không ạ? Anh chị mình sẽ chọn bị nghiêm cấm. Câu 19 là cuộc đua xe được thực hiện khi nào? Đôi khi anh chị mình cũng đi xem đua xe, đúng không ạ? Và anh chị hình dung xem là cái cuộc đua xe đấy khi nào thì người ta được đua xe. Đó. Ý số 1 diễn ra trên đường phố không có người qua lại. Ở đây mình mà trên đường phố mà không có người qua lại mà chúng ta đua mà chúng ta không được cấp phép chẳng hạn thì cũng không được đua rồi. Chúng ta mà đua là đua trái phép, đúng không ạ? Cho nên cho dù đường phố mà không có người qua lại mà anh chị không được cấp phép anh chị vẫn đua là sai, không được phép anh chị mình ha, mình sẽ bỏ đi. Ý số 2 là được người dân ủng hộ. Được người dân ủng hộ cũng sai luôn, đúng không ạ? Giống như ngày trước em ở trên Sài Gòn, đúng không ạ? Em ra đường chỗ bến xe Lọc Long Quân em thấy đua xe em cổ vũ quá rồi, nhưng khi nào công an tới làm sao ạ? Em phải chạy thôi. Nên được người dân ủng hộ vẫn là sai chị mình ha. Rồi ý số 3 của mình là được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thì khi anh cơ quan thẩm quyền anh đã cấp phép cho chúng ta rồi thì chúng ta sẽ được tổ chức đua là đúng, đúng không ạ? Đúng thì mình chọn mình anh chị ha. Thì chị cứ nhớ là những cái việc gì mình được cơ quan có thẩm quyền người ta cấp phép cho mình thì mình được phép làm, đúng không ạ? Giống như đua xe chẳng hạn anh chị ha. Câu 20 là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không? Có chất ma túy có là khi mà kiểm tra chúng ta là dương tính với ma túy, mà dương tính với ma túy là chúng ta không được phép điều khiển rồi, chúng ta bị nghiêm cấm rồi. Cho nên chị chọn luôn đáp án bị nghiêm cấm anh chị ha. Và đáp án bị nghiêm cấm cũng là đáp án nhanh, đúng không ạ? Anh chị thấy câu hỏi bị nghiêm cấm có gắn sao đó, thì những câu hỏi mà gắn sao anh chị thấy làm sao ạ? Cực kỳ dễ, cho nên chị không bao giờ phải sợ những câu hỏi điểm liệt anh chị mình ha. Câu hỏi 21 là việc lái xe mô tô, ô tô, máy kéo ngay sau khi uống rượu bia có được phép hay không? Thì chúng ta mà có cồn ngay sau uống rượu bia là không được rồi, đúng không ạ? Chúng ta không được phép có cồn khi mà điều khiển xe anh chị mình ha. Nên anh chị chọn không được. Anh chị nhớ đáp án nhanh của chúng ta đó là không được, đúng không ạ? Ta sẽ chọn ha. Đây là mức phạt của nồng độ cồn. Em đưa một cái hình mô phỏng để em hướng dẫn cho anh chị, đúng không ạ? Là xem là mình bị phạt bao nhiêu, đúng không ạ? Thì em sẽ quy định đây. Một người mà cao dưới 1m75 anh chị mình ha, cao dưới 1m75 và nặng dưới 65 kg. Thì ở đây em cao trên 1m75 cho nên em uống được thêm tí nữa, đúng không ạ? Hoặc là em nặng hơn 65 kg em được uống thêm tí nữa. Nhưng mà anh chị hình dung xem là mình có cao dưới 1m75 và nặng dưới 65 kg không ha? Thì khi mà anh chị uống một lon bia vào, ở đây em quy định ra bia để cho anh chị dễ hình dung, đúng không ạ? Mình uống một lon bia vào ha. Khi anh chị uống một lon bia vào thì nồng độ cồn của anh chị sẽ là dưới 0,25 mg. Nồng độ cồn dưới 0,25 mg thì anh chị sẽ bị phạt bao nhiêu? Thì đối với xe mô tô anh chị sẽ bị phạt 2 đến 3 triệu đồng. Đi xe mô tô anh chị bị phạt 2 đến 3 triệu ha. Còn đối với xe ô tô anh chị mình sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu. 6 đến 8 triệu. Uống một lon bia mình bị phạt 6 đến 8 triệu anh chị mình ha. Và đồng nghĩa với việc đấy là chúng ta bị tước giấy phép lái xe là 10 đến 12 tháng. Anh chị mình thấy không? Uống một lon thôi bị phạt 6 đến 8 triệu và tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng. Rồi, khi mà anh chị uống 2 lon bia vào thì sao? Anh chị uống 2 lon bia vào thì nồng độ cồn của mình sẽ rơi vào từ 0,25 cho đến 0,4 mg. 0,25 đến 0,4 mg đúng không ạ? Và đối với anh chị mà chạy xe mô tô đây anh chị sẽ bị phạt từ 4 đến 5 triệu. 4 đến 5 triệu. Còn đối với xe ô tô anh chị mình sẽ bị phạt từ 16 đến 18 triệu anh chị ha. Ô tô anh chị sẽ bị phạt 16 18 triệu và tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Anh chị ha, uống 2 lon anh chị bị phạt 16 18 triệu và tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Rồi khi anh chị uống 3 lon bia vào thì sao ạ? Khi anh chị uống 3 lon bia vào thì nồng độ cồn của anh chị sẽ là trên 0,4 mg. cứ từ 3 lon trở lên là trên 0,4, đúng không ạ? Rồi anh chị sẽ bị phạt 6 đến 8 triệu nếu như anh chị điều khiển xe mô tô. Còn anh chị điều khiển ô tô anh chị sẽ bị phạt 30 đến 40 triệu anh chị mình ha. 30 đến 40 triệu và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đúng không ạ? Anh chị nhớ là cứ từ 3 lon trở lên anh chị phạt 30 đến 40 triệu và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, đúng không ạ? Cho nên nếu mà mình lỡ mình uống 3 lon rồi sao ạ? Thì mình uống hết nguyên một thùng đi. Đúng không ạ? Giờ mình làm gì? Giờ mình bắt taxi về, đúng không? Chứ không có chạy xe về anh chị ha. Anh chị nhớ như vậy, đừng có chạy xe về mà mình bắt taxi về ha. Đó, anh chị xem cái mức phạt để mình biết là mình bị phạt bao nhiêu. Cho nên mà việc mà điều khiển xe ngay sau khi uống rượu bia là chúng ta không được phép rồi, cho dù ít hay nhiều. Rồi, đây là câu hỏi 22, đúng không ạ? Người điều khiển xe ô tô, mô tô, máy kéo trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có bị nghiêm cấm hay không? Đúng không ạ? Vừa rồi chúng ta bảo là cứ có cồn là bị cấm rồi. Cho nên ở đây hỏi cồn có bị cấm không thì chắc chắn bị cấm rồi. Mình chọn ý 1 anh chị mình ha. Hoặc anh chị cứ thấy đáp án nhanh, bị nghiêm cấm, anh chị chọn luôn. Đúng không ạ? Nhiều anh chị đi thi bảo với em là anh chị chỉ làm hết có 4 phút, 5 phút thôi anh chị làm xong một bộ đề thi rồi. Đúng không ạ? Tại vì sao anh chị làm được nhanh như vậy? Tại vì anh chị nhìn vào những cái đáp án nhanh chẳng hạn, anh chị thấy anh chị chọn được luôn. Đó, cho nên mình sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Câu hỏi 23 cũng là câu có gắn sao, cũng là một câu điểm liệt nữa anh chị ha. Đó là sử dụng rượu bia khi lái xe nếu bị phát hiện thì bị xử lý như thế nào? Ngày hôm nay anh chị uống rượu bia, xong anh chị bị đo nồng độ cồn, anh chị thấy là bị phát hiện là có nồng độ cồn, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ bị xử lý làm sao? Ý số 1, chỉ bị nhắc nhở. Ở đây mình chỉ bị nhắc nhở không là sai anh chị mình ha. Sẽ lập biên bản, sẽ phạt. Và nếu như anh chị mà xảy ra tai nạn chẳng hạn thì mình sẽ là bị xử lý hình sự luôn, đúng không ạ? Thế số 2 của mình là bị xử phạt hành chính. Bị xử phạt hành chính là đúng ha, hoặc có thể bị xử lý hình sự, đúng không ạ? Tùy theo mức độ vi phạm thì tùy thuộc vào cái việc mà có xảy ra tai nạn hay không, va chạm hay không, đúng không ạ? Thì mình có thể là bị xử lý hình sự luôn. Cho nên là ngoài cái việc phạt mà còn xử lý hình sự nữa là đúng rồi, đúng không ạ? Đúng thì anh chị chọn luôn đi số 2 được ha. Còn đi số 3 là không bị xử lý hình sự. Ở đây không bị xử lý là sai, chúng ta sẽ bị xử lý anh chị mình ha. Câu 24 là theo luật phòng chống tác hại của rượu bia, đối tượng nào sau đây bị cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông? Thì bây giờ anh chị cứ điều khiển bất kỳ các loại xe nào ra đường, kể cả xe đạp, xe mô tô, xe ô tô, anh chị điều khiển bất kỳ loại xe nào anh chị đi ra ngoài đường mà có rượu bia là anh chị bị cấm rồi, đúng không ạ? Đây số 1, người điều khiển xe ô tô, mô tô, xe đạp, xe máy thì mình điều khiển những cái loại xe này ra đường, mình mà có cồn là mình bị cấm rồi, đúng không ạ? Cho nên số 1 là đúng anh chị mình ha. Còn đến số 2, người ngồi phía sau người điều khiển xe cơ giới. Ở đây mình ngồi phía sau mình đâu có bị cấm đâu. Nếu như em nhậu xỉn em gọi vợ em ra đón em về thì làm sao ạ? Em ngồi phía sau mà, chứ em đâu có chạy xe đâu, cho nên em không có bị cấm. Đây ngồi phía sau không bị cấm anh chị mình ha, mình bỏ đi. Còn đến số 3, người đi bộ. Thì khi anh chị mà xỉn thì làm sao ạ? Anh chị đi bộ về cũng chưa bị cấm, đúng không ạ? Anh chị đi bộ về anh chị lạng lách đánh bóng thoải mái anh chị mình ha. Thế mình bỏ ý số 3 luôn. Thì 2 với 3 đã sai, đúng không ạ? 2 đã sai rồi thì 4 cũng sai, anh chị cũng bỏ luôn. Rồi đến câu 25 là hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có được phép hay không? Ở đây người mà không đủ điều kiện thì chắc chắn không được rồi. Ví dụ người đấy mà chưa có giấy phép lái xe, hoặc người đấy mà chưa đủ tuổi thì anh chị không được phép giao cái xe đấy cho cái người đấy điều khiển, đúng không ạ? Nên mình sẽ chọn là không được phép anh chị mình ha. Không được phép. Đó, anh chị hiểu câu hỏi cũng được, hoặc là anh chị chọn theo đáp án nhanh của mình, không được cũng được luôn ha. Câu 26 là hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không? Ở đây mình mà chạy quá tốc độ là bị cấm rồi, đúng không ạ? Mình không được phép chạy quá tốc độ tối đa cho phép đâu anh chị mình ha. Cho mình sẽ là bị nghiêm cấm, chúng ta sẽ chọn luôn đi xong ha. Anh chị nhớ là đáp án bị nghiêm cấm luôn là đáp án đúng ha. Đấy, em có một cái bảng mức độ phạt về tốc độ đây anh chị mình ha. Hồi nãy là bảng phạt về nồng độ cồn, bây giờ là tốc độ ha. Thì đấy, anh cảnh sát giao thông bắn tốc độ, đúng không ạ? Nếu như anh chị vượt quá tốc độ tối đa từ 5, anh chị mình nhớ là từ 5 đến dưới 10 km, đúng không ạ? 5 đến dưới 10 km thì việc anh chị đi xe mô tô, anh chị vượt quá như vậy anh chị sẽ bị phạt từ 200 cho đến 300 ngàn, đúng không ạ? Còn đối với ô tô mình sẽ bị phạt 800 cho đến 1 triệu. Mô tô phạt 200 đến 300, nhưng ô tô bị phạt từ 800 đến 1 triệu. Lúc nào cũng nhiều hơn mô tô, đúng không ạ? Còn nếu như anh chị mà vượt quá tốc độ tối đa cho phép từ 10 đến 20 km, từ 10 đến 20 km thì anh chị mình sẽ bị phạt 600 đến 1 triệu đối với xe mô tô. Còn đối với ô tô anh chị sẽ bị phạt 3 đến 5 triệu đồng. 3 đến 5 triệu đồng. Và hình thức phạt bổ sung của xe ô tô đó là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. 1 đến 3 tháng anh chị ha. Rồi nếu như anh chị vượt quá tốc độ từ 20 đến 35 km/h. Đối với xe mô tô của chúng ta cứ vượt quá tốc độ 20. Anh chị mình cứ vượt quá tốc độ 20 thì anh chị mình sẽ bị phạt từ 4 đến 5 triệu. 4 đến 5 triệu. Còn đối với xe ô tô thì chúng ta lại chia ra làm hai mức. Mức thứ nhất là từ 20 đến 35 km/h thì anh chị mình sẽ bị phạt từ 6 cho đến 8 triệu. Đúng không ạ? 6 đến 8 triệu. Còn anh chị cứ vượt qua tốc độ 35 km/h thì anh chị mình sẽ bị phạt từ 10 đến 12 triệu. Đúng không ạ? Và hình thức phạt bổ sung của các loại quá tốc độ này đó là tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Từ 2 đến 4 tháng anh chị mình ha. Anh chị nắm được cái mức phạt tốc độ như vậy để anh chị giữ đúng tốc độ, anh chị đừng chạy quá tốc độ anh chị mình ha. Đừng quá tốc độ, đúng không ạ? Rồi, ở đây là thường là anh chị bảo là hiếm khi mà mình chạy quá tốc độ 35, đúng không ạ? Nhưng mà thường thường em thấy những cái anh chị nào mà chạy quá tốc độ thì thường là trên cao tốc ạ. Là anh chị chạy quá tốc độ trên 35 cũng rất là nhiều. Anh chị cố gắng đừng chạy quá tốc độ ha. Rồi, câu hỏi 27. Câu này cũng có gắn sao, có là câu này cũng là một câu điểm liệt anh chị mình ha. Đó là khi lái xe trên đường, người lái xe cần phải quan sát và đảm bảo tốc độ phương tiện như thế nào. Đúng không ạ? Khi mình đi xe trên đường thì bao giờ mình cũng phải giữ là hạn chế tốc độ tối đa, tức là mình không được vượt quá tốc độ tối đa. Đúng không ạ? Cho dù ban ngày hay ban đêm, đường đông hay đường vắng đều như vậy anh chị ha. Thì số 1 là chỉ lớn hơn tốc độ tối đa cho phép khi đường vắng. Ở đây đường vắng mà anh chị lại chạy quá tốc độ tối đa là sai rồi, mình không được phép, đúng không ạ? Cái số 2 là chỉ lớn hơn tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm. Ở đây ban đêm mà anh chị lại cũng chạy quá tốc độ tối đa là cũng không được rồi. Cho dù đường vắng hay đường đông, cho dù ban đêm hay ban ngày anh chị cũng không được quá tốc độ tối đa. Cho nên hai này quá tốc độ tối đa là sai, mình bỏ đi ha. Thì 1 với 2 mình bỏ đi rồi thì còn mỗi 3 thôi. Thì 3 là đúng rồi, đúng không ạ? Không vượt quá tốc độ cho phép anh chị mình ha. Không được vượt quá tốc độ cho phép. Câu 28 là phương tiện giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi như thế nào? Anh chị mà chạy xe tốc độ chậm hơn, đúng không? Giống như anh chị đi xe đạp đi, anh chị ra đường thì bao giờ anh chị cũng phải đi bên phải sát vào vỉa hè, đúng không ạ? Tốc độ chậm hơn đi về bên phải anh chị mình ha. Thì số 1 đi về bên trái là sai rồi. Thì số 2 đi về phía bên phải, ở đây anh chị đi về bên phải là đúng rồi, đúng không ạ? Thì số 3 đi ở giữa cũng sai rồi, anh chị đi xe đạp là anh chị đi sát bên phải, đúng không ạ? Câu 29 cũng là câu có gắn sao, cũng là câu điểm liệt nữa. Đó là trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm bạn phải đi làn đường này. Câu này dễ anh chị ha. Câu này là câu anh em sinh đôi với câu 28. Tại sao vậy? Câu 28 mình cũng hỏi là mình đi chậm mình đi ở đường nào? Thì mình chọn là đi ở giữa, thì bây giờ cũng hỏi là đi tốc độ chậm mình ở đường nào? Thì mình đi, em xin lỗi là mình đi chậm mình đi ở đâu thì mình phải đi ở bên phải. Thì bây giờ cũng hỏi tốc độ chậm mình đi ở đâu thì mình cũng đi về bên phải, đúng không ạ? Chế số 1 là đi ở làn bên phải trong cùng. Ở đây chúng ta đi bên phải là đúng rồi, đúng không ạ? Anh chị chọn luôn. Còn nếu đi bên trái, đi ở giữa hoặc đi bất kỳ làn nào là sai rồi. Chậm mình phải đi bên phải anh chị ha. Câu 30 là hành vi vượt xe tại các vị trí có tầm nhìn hạn chế, đường vòng, đầu dốc có bị nghiêm cấm hay không? Ở những vị trí mà tầm nhìn hạn chế mà anh chị vượt xe thì làm sao ạ? Cực kỳ nguy hiểm, đúng không ạ? Cho nên ở đây mình mà vượt khi mà vị trí tầm nhìn hạn chế là không được phép, là sẽ bị nghiêm cấm anh chị mình ha. Anh chị chọn luôn đi số 3, bị nghiêm cấm. Đây là câu có gắn sao nữa và câu cực kỳ dễ. Cho nên đi thi nhiều anh chị bảo làm sao ạ? Trông cho gặp nhiều câu điểm liệt lên để làm sao? Để mình gặp được nhiều câu dễ, đúng không ạ? Rồi câu 31 là khi lái xe trong khu đô thị và khu đông dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây? Khi mà mình đi trong dân cư, hồi nãy em có nói rồi, là mình chỉ được dùng còi từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối thôi. Còn từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau là mình không được dùng, đúng không ạ? Thế số 1 là bảo là từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng, 22 giờ đêm mình mới dùng là sai, đúng không ạ? Cái số 2 của mình là từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối thì mình dùng từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối là đúng rồi. Đúng, mình chọn anh chị ha. Rồi, hoặc là cái này từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng, 22 đã không được dùng thì 23 cũng càng không được, đúng không ạ? Mình cũng bỏ luôn. Hoặc để dễ anh chị nhìn này, ý số 1 là đêm, ý số 3 là đêm, mình bỏ đi, ý số 2 là sáng mình chọn, đúng không ạ? Mình bỏ tối theo sáng là vậy mình ha. và tối theo sáng. Rồi, câu 32 là người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe đô thị và đông dân cư vào ban đêm? Chị nhớ dùm em cái điều này cực kỳ quan trọng, tại vì em đi em thấy anh chị dùng sai đèn rất là nhiều, đúng không? Anh chị cố gắng đi ban đêm á, mình phải chuyển từ xa sang gần để khỏi gây chói mắt cho người đi ngược chiều. Anh chị mình nhớ ra chuyển từ đèn chiếu pha sang đèn cốt. Đó, anh chị nhớ dùm em như vậy ha. Ý số 1, bất cứ đèn nào miễn là mắt nhìn rõ được, bất cứ đèn nào là sai rồi. Anh chị mà dùng chiếu xa là không được đâu ha. Rồi ý số 2 là chỉ bật đèn chiếu xa. Ở đây mà anh chị lại dùng chiếu xa cũng sai rồi. Ý số 3 là đèn chiếu xa cũng sai luôn. Hai này chiếu xa đều là sai hết, mình bỏ hết anh chị ha. Thế còn lại số 4 là đúng rồi, đó là đèn chiếu gần và đèn cốt, đúng không ạ? Chị mình nhớ là chuyển đèn gần dùm em ha. Tuy rằng anh chị đi xe mô tô á, nhưng mà anh chị mà chuyển đèn chiếu xa á thì cũng gây chói mắt cho người đi ô tô luôn á, chứ không phải không chói mắt đâu. Anh chị đi mô tô anh chị cũng nhớ là chuyển xa sang gần dùm em ha. Rồi, câu hỏi 33, câu này cũng gắn sao là một câu điểm liệt đấy anh chị ha. Đó là hành vi lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới có được phép hay không? Thì anh chị thấy là bây giờ em đi ra đường em thấy rất là nhiều anh xe tải anh gắn thêm đèn led đó, đúng không ạ? Sẽ gây như vậy, sẽ gây chói mắt cho người đi ngược chiều á, thì những cái trường hợp đấy không nên làm như vậy anh chị mình ha. Và luật chúng ta cũng quy định là không được gắn như vậy. Đó, cho nên mình sẽ chọn đó là không được phép, đúng không ạ? Không được phép anh chị mình ha. Bây giờ là có những chế tài để xử lý những cái trường hợp mà gắn đèn còi không đúng thiết kế rồi anh chị ha. Câu 34 là trong trường hợp đặc biệt để được lắp đặt còi, sử dụng còi đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới, bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây? Ví dụ như anh chị mua một cái xe về, xong anh chị muốn chạy làm xe cứu thương và anh chị phải lắp đèn còi, anh chị phải xin phép ai, mình phải làm sao mình được lắp, thì đó là mình phải xin phép cơ quan có thẩm quyền thì mình mới được lắp đặt anh chị mình ha. Chế số 1 là phải đảm bảo phụ tùng do đúng nhà sản xuất đó cung cấp. Đúng phụ tùng nhưng mà không được cấp phép thì anh chị cũng không được lắp đâu, cho nên mình bỏ đi ha. Cái số 2 là phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Thì ở đây cơ quan thẩm quyền người ta chấp thuận, tức là người ta đã cấp phép cho mình rồi. Mà người ta cấp phép cho mình rồi thì mình được phép lắp thôi, đúng không ạ? Cho nên được cơ quan thẩm quyền cấp phép là đúng anh chị ha. Rồi, cái số 3 là phải là xe đăng ký hoạt động ở các khu vực địa hình phức tạp, đúng không ạ? Địa hình phức tạp mà anh thẩm quyền anh không cấp thì mình cũng không được lắp, anh chị nhớ vậy ha. Câu 35 là việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong luật giao thông đường bộ? Thì biển số cơ giới thì anh chị phải đăng ký, đúng không ạ? Để được cấp, chứ anh chị không được quyền mua bán. Cho nên ở đây được phép sản xuất, sử dụng khi bị mất biển số. Ở đây anh chị mà mất biển số anh chị tự ý sản xuất là không được rồi, đúng không ạ? Hai là được phép mua bán, ở đây anh chị mua bán cũng không được luôn rồi, đúng không ạ? Còn đi số 3 là nghiêm cấm sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép. Thì cái việc mà sử dụng trái phép, đúng không ạ? Sử dụng trái phép, mua bán trái phép, sản xuất trái phép đều bị nghiêm cấm là đúng rồi, đúng không ạ? Mình chọn đi số 3 ha, mình phải được cấp chứ không phải là mình mua bán sử dụng trái phép. Câu 36 đúng không ạ? Là câu gắn sao đấy anh chị mình ha. Câu này cũng hơi khó hơn một tí. Đó là người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây? Anh chị là người ta hỏi khi nào mình không được vượt xe phía trước, đúng không ạ? Ý số 1 là trên cầu hẹp có một làn xe. Ý số 2 là trên cầu có từ 2 làn xe trở lên. Ý số 3 là trên đường có từ 2 làn đường, đúng không ạ? Để mà dễ làm câu này anh chị thấy là ý số 1 có 1 này, ý số 2 có 2, ý số 3 có 2 này, đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn 1, mình bỏ 2 cái 2 này đi. Để dễ làm câu này, câu điểm liệt anh chị mình ha. Để dễ làm mình không bị liệt thì mình chọn đó là 1 này. Còn 2 này là 2 thì mình bỏ đi, đúng không? Mình sẽ chọn 1 này. Thì khi mà trên cầu có 1 làn thôi thì anh chị làm sao mà vượt được, đúng không ạ? Tại vì cái xe phía trước nó đi hết mất cái làn rồi thì làm sao anh chị vượt được. Cho nên trên cầu mà có 1 làn anh chị không được vượt là đúng ha. Còn ở đây chúng ta có 2 làn anh chị vượt thoải mái ha. Câu 37 là ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc, đường hẹp, đường dốc tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt có được quay đầu xe hay không? Thì những đoạn đường như là có phần đường dành cho người đi bộ qua đường anh chị không được quay đầu này, trên cầu không được quay đầu luôn, đầu cầu cũng không được, đường cao tốc lại càng không được, đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn đó là không được. Hoặc đáp án nhanh mình làm sao ạ? Đáp án không được anh chị chọn đây, đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn ý số 2 ha, không được. Câu này cũng là câu gắn sao và cực kỳ dễ anh chị ha. Câu 38 là bạn đang lái xe, phía trước có một xe cảnh sát giao thông không phát tín hiệu ưu tiên, bạn có được phép vượt hay không? Mình đang đi trên đường, mình thấy một cái xe cảnh sát giao thông nhưng người ta không có phát tín hiệu gì hết, đúng không ạ? Người ta chạy rất là bình thường như vậy. Thì làm sao? Mình thấy an toàn mình vẫn được vượt thôi. Tại vì sao ạ? Người ta không có phát tín hiệu ưu tiên thì người ta cũng giống như xe thường, mà giống như xe thường thì anh chị được vượt bình thường, đúng không ạ? Cho nên ý số 1 ở đây mình bảo là không được vượt là sai, đúng không ạ? Mình bỏ đi ha. Ý số 2 là được vượt khi đang đi trên cầu. Ở đây trên cầu anh chị không được vượt, cho nên mình bỏ đi. Ý số 3 là được phép vượt khi đi qua nơi đường giao nhau có ít phương tiện. Đường giao nhau có nghĩa là ở ngã ba ngã tư, mà ngã ba ngã tư anh chị nhớ là không được phép vượt anh chị mình ha. Cho nên ở đây bảo là đường giao nhau mà chúng ta được vượt là sai. Còn ý số 4 là được vượt khi đảm bảo an toàn, thì khi chúng ta thấy an toàn chúng ta được vượt là đúng rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn ý số 4 đó. Như hồi đầu giờ em có nói anh chị là rất là nhiều đáp án không được là đúng, chỉ có 3 đáp án không được là sai. Thì ở đây là một trong 3 câu có đáp án không được là sai, em có nói đầu giờ, đó là câu 38, đúng không ạ? Thì đây đáp án không được là sai anh chị mình ha. Anh chị nhớ 3 câu có đáp án không được là sai ha. Thì đây là một trong 3 câu. Câu 39 là bạn đang lái xe, phía trước có một xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên, bạn có được phép vượt hay không? Thì anh cứu thương anh đang phát tín hiệu ưu tiên thì có nghĩa anh đang là xe ưu tiên, mà đang là xe ưu tiên thì mình phải nhường anh chứ làm sao mình được vượt, đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn đó là không được vượt anh chị mình ha, mình sẽ không được vượt ha. Hoặc là đáp án nhanh anh chị nhớ làm sao ạ? Không được thì chúng ta chọn luôn. Câu 40 là người lái xe không được quay đầu xe ở các trường hợp nào sau đây, đúng không ạ? Người ta hỏi là khi nào mình không quay đầu xe. Ý số 1 là ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu. Thì ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường là trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường anh chị ha. Còn ý số 2 là ở phía trước hoặc phía sau phần đường dành cho người đi bộ qua đường, đúng không ạ? Thì em sẽ có một cái hình mô phỏng cho anh chị dễ hình dung ha. Đây anh chị thấy đây, anh này quay đầu đây, đúng không ạ? Thì đây là phần đường dành cho người đi bộ. Nếu như anh chị mà quay đầu ở trên cái phần đường dành cho người đi bộ này thì anh chị sẽ không được phép. Tại vì phần đường dành cho người đi bộ này mình không được quay đầu, mình không được lùi xe, mình cũng không được dừng đỗ xe. Cho nên ở đây mình mà quay đầu ở trên phần đường là dành cho người đi bộ là không được. Nhưng mà mình lại quay đầu ở trước cũng là cái phần mà nét đất anh chị ha, trước hoặc là sau có là mình đi vào trong ngã tư giống như anh này đây thì mình được quay đầu là được phép, đúng không ạ? Cho mình quay đầu trước hoặc sau phần đường dành cho người đi bộ là mình được phép anh chị ha. Còn ở trên phần đường dành cho người đi bộ là không được. Rồi em sẽ quay lại câu hỏi anh chị ha. Người lái xe không được quay đầu xe ở trường hợp nào, đúng không ạ? Thì số 1 ở phần đường dành cho người đi bộ, thì phần đường dành cho người đi bộ anh chị không được quay đầu là đúng rồi, đúng không ạ? Còn ý số 2 là ở phía trước hoặc phía sau của phần đường dành cho người đi bộ, thì như em nói là trước hoặc sau chúng ta được quay đầu mà, đúng không ạ? Mà ở đây bảo trước hoặc sau mà bảo là không được quay đầu là sai, đúng không ạ? Không được quay đầu là sai, thì mình sẽ bỏ 2 đi. Khi 2 đã sai thì làm sao ạ? 3 chắc chắn cũng sai rồi, cho anh chị bỏ luôn 3 đi, mình chọn 1 thôi anh chị ha. Đó, thì phần đường dành cho người đi bộ anh chị không được quay đầu là đúng này, trên cầu anh chị lại càng không được quay, đúng không ạ? Đường cao tốc lại cũng càng không được quay nữa. Đó, cho nên ý số 1 là đúng anh chị ha. Ở câu 41 là bạn đang lái xe trong khu dân cư có đông xe qua lại, nếu muốn quay đầu bạn cần làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn, đúng không ạ? Ở đây là chỗ mà đông dân cư qua lại, anh chị muốn quay đầu xe anh chị phải làm gì? Ý số 1 là đi tiếp đến điểm giao cắt gần nhất hoặc nơi có biển báo cho phép quay đầu. Điểm giao cắt ở đây cũng là ngã ba ngã tư. Thì anh chị muốn quay đầu, anh chị đi lên ngã ba ngã tư anh chị quay đầu là được phép, đúng không ạ? Chỉ khi nào chỗ ngã ba ngã tư người ta cấm biển cấm quay đầu anh chị mới không được quay thôi. Còn nếu như không có biển anh chị cứ đi điểm giao cắt, tức là ngã ba ngã tư anh chị quay đầu ha. Rồi hoặc là nơi có biển báo cho phép quay đầu. Nơi đấy mà có biển báo cho phép thì mình được quay là bình thường, đúng không ạ? Cho nên số 1 là đúng này, mình được quay là đúng ha. Rồi mình sẽ chọn đi số 1. Còn đi số 2 là bấm đèn khẩn cấp và quay đầu từ từ để đảm bảo an toàn. Ở đây mình quay đầu chả có ai mà đi bấm đèn khẩn cấp hết. Hoặc là đang tránh ùn tắc mà mình lại quay đầu một cách từ từ để càng ùn tắc thêm, đúng không ạ? Là sai chị ha. Hoặc ý số 3 bấm còi liên tục khi quay đầu để cảnh báo cho xe khác. Mình quay đầu mà mình đi bấm còi liên tục là làm sao ạ? Gây phiền hà cho người khác lắm, đúng không ạ? Cho nên mình sẽ bỏ đi anh chị ha. Rồi ý số 3 là nhờ một người ra hiệu khi ra hiệu giao thông trên đường đi chậm lại trước khi quay đầu. Mình mà ra hiệu, mình mà nhờ người ra hiệu như thế này thì làm sao ạ? Mình cũng gây cho kẹt đường nữa, kẹt xe nữa, cho mình cũng bỏ luôn anh chị ha. Nó sẽ gây cho ùn tắc chứ không thể nào là tránh ùn tắc được. Câu 42 là người lái xe không được lùi xe ở khu vực nào dưới đây, đúng không ạ? Người ta hỏi là nơi nào mình không được lùi. Cái số 1, ở khu vực cho phép đỗ. Ở đây bảo cho phép đỗ mà không được lùi là sai rồi. Giống như thế nào ạ? Giống như chị đi học thực hành nhá, anh chị đều có hai bài, đó là ghép ngang và ghép dọc. Thì khi ghép ngang và ghép dọc anh chị đều phải là lùi xe vào nơi đỗ, mà ở đây bảo đỗ không được lùi là sai rồi, đúng không ạ? Mình bỏ đi ha. Ý số 2 là ở khu vực cấm dừng và trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Thì cái việc anh chị đi thẳng này, dừng anh chị đã không được dừng rồi thì làm sao anh chị lùi được? Hoặc như em nói rồi, phần đường dành cho người đi bộ qua đường anh chị không được lùi, đúng không ạ? Không được dừng đỗ, rồi không được quay đầu, cho nên ở đây bảo là phần đường dành cho người đi bộ anh chị không được lùi là đúng ha. Rồi tiếp theo ý số 3 là nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất trong hầm đường bộ, đường cao tốc. Thì trong hầm hoặc là đường cao tốc anh chị càng không được lùi là đúng rồi, đúng không ạ? Cho anh chị đã 2 cũng không được lùi, 3 cũng không được lùi, thì anh chị mình phải chọn ý số 4 thôi, bao gồm cả ý 1 và ý 2, cả ý 2 và ý 3, đúng không ạ? Cả ý 2 và ý 3 anh chị ha. Câu 43 là câu này có gắn sao đấy anh chị ha, câu này câu điểm liệt nữa. Đó là người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm có đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không. Thì những cái phần đường này là mình chắc chắn không được dừng đỗ rồi, đúng không ạ? Hoặc đáp án nhanh mình có từ không được, anh chị chọn luôn, đúng không ạ? Anh chị chọn ý số 2 ha, không được dừng đỗ xe. Câu 44 là khi xe đã kéo một xe hoặc xe đã kéo một dơ móc, bạn có được phép kéo thêm kể cả xe thô sơ hoặc xe dơ móc thứ hai không? Anh chị hình dung là cái xe công của mình, nó đã kéo thêm một cái công phía sau rồi, mà nó muốn kéo một cái xe, ví dụ như xe thô sơ, xe đạp của anh chị đi, thì có được không? Thì mình sẽ là không được rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình xe công muốn lại kéo thêm một cái xe đạp phía sau là không được rồi, cho nên mình sẽ chọn là không được anh chị ha. Đáp án nhanh không được, chúng ta cũng chọn luôn. Câu 45, câu có gắn sao đúng không ạ? Câu này là câu điểm liệt anh chị ha. Đó là người điều khiển xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng xe để kéo hoặc đẩy các phương tiện khác khi tham gia giao thông không? Thì ở đây anh chị mà đi 2 bánh anh chị mà kéo đẩy phương tiện khác là không được rồi, đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn đó là không được phép, đúng không ạ? Đáp án nhanh mình không được phép, chúng ta có thể chọn luôn ha. Câu 46, câu gắn sao nữa, đó là khi điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, những hành vi buông cả hai tay, sử dụng xe để kéo đẩy xe khác, vật khác, sử dụng chân trống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy có được phép hay không? Ở đây anh chị đang chạy xe 2 bánh, 3 bánh, mình chị lại buông hai tay ra, như vậy là không được rồi, đúng không ạ? Cho nên mình sẽ chọn là không được phép, mình sẽ chọn đi số 3 chị ha, không được phép. Câu 47 là khi điều khiển xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép? Câu hỏi này là hành vi nào không được phép anh chị mình ha. Thì số 1 buông cả hai tay, câu hỏi trước mình mới bảo là buông hai tay không được rồi, thì câu hỏi này là bảo không được phép thì mình buông cả hai tay là không được rồi, nên mình sẽ chọn ý số 1 luôn, buông cả hai tay là không được anh chị ha. Hoặc sử dụng xe để kéo đẩy xe khác, sử dụng chân trống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy là cũng không được luôn, giống như ý trả lời của câu trước, đúng không ạ? Rồi ý số 2, buông một tay. Có nhiều anh chị thắc mắc với em tại sao buông một tay lại được đấy. Buông một tay là được anh chị mình ha. Anh chị đi đường này, nhiều khi anh chị thấy này, có một cái anh đang chạy xe mô tô phía trước này, đúng không ạ? Và anh chỉ dùng một tay để anh điều khiển cái tay ga thôi, còn một tay anh làm gì ạ? Một tay anh quàng ra phía sau, anh ôm người yêu của anh đó, trường hợp đấy buông một tay là được đó anh chị ha. Đó, anh chị thấy là làm sao ạ? Buông một tay mình không có bị cấm, mình chỉ bị cấm buông hai tay thôi, cho nên buông một tay là được. Anh chị bỏ số 2 đi. Cái số 3 là đội mũ bảo hiểm và chạy xe đúng tốc độ quy định. Ở đây mình đội mũ bảo hiểm mà lại bảo mình không được là sai rồi. Anh chị ra đường anh chị phải được đội mũ bảo hiểm chứ, đúng không ạ? Mình bỏ đi, mình phải đội luôn đó chứ không bảo là được hay không được nữa. Còn ý số 4 là chở người ngồi sau dưới 16 tuổi. Dưới 16 tuổi anh chị chở thoải mái, có ai cấm đâu. Mà đây lại bảo là không được là sai anh chị ha, mình bỏ đi. Câu 48 là người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang vác vật cồng kềnh hay không? Thì vật mà cồng kềnh là mà anh chị mà đi xe 2 bánh ra đường anh chị không được mang vác rồi, như vậy rất là mất an toàn anh chị mình ha. Thì mình sẽ chọn là không được mang vác, đúng không ạ? Mình chọn đi số 2 ha, không được, đúng không ạ? Là đáp án nhanh nữa ha. Rồi câu 49 ha, người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không? Đúng không ạ? Thì ở đây mình đi xe 2 bánh, 3 bánh chắc chắn là mình không được bám kéo rồi. Mình mà bám kéo đẩy phương tiện khác là không được rồi, đúng không ạ? Anh chị mình sẽ chọn đi số 4 của mình không được. Cũng là đáp án nhanh, không được, đúng không ạ? Rồi, câu 50 của chúng ta, anh chị thấy là cũng gắn sao nữa anh chị ha. Đó là người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được sử dụng ô khi trời mưa không? Thực ra mình đi xe 2 bánh này, cho dù là trời mưa hay trời nắng, đúng không ạ? Hoặc giống ngày hôm nay không mưa không nắng thì anh chị mình cũng không được dùng ô luôn, chứ đừng có bảo là mưa chúng ta dùng hoặc nắng chúng ta dùng đâu, đúng không ạ? Cho mình sẽ chọn là không được sử dụng anh chị mình ha, không được sử dụng. Rồi hôm nay em sẽ dừng 50 câu hỏi đầu tiên ở đây anh chị mình ha. Rồi nếu anh chị thấy video này hay, anh chị hãy like, hãy share, đúng không ạ? Để cho nhiều người biết đến và mọi người học tốt cái phần lý thuyết của mình. Xin hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp.